Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai hiện trên cả nước, ra trong kênh Cuộc Sống của đôi Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú mình bãi kiện của anh Bảo ở Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Giao lưu hôm nay thì anh cũng có một số phôi tứ quý, phôi mai vàng mình sưu tầm về nhất giống mới của chú anh chị ha. Em xin phép được cho clip chia sẻ luôn ạ. Xin chào anh Bảo ơi. Dạ, rồi em chào chị Phương ha. Dạ, con chào cô chú anh chị gần xa. Bữa nay con có về một số phôi mai tứ quý. À, mong cô chú ủng hộ con ha. Dạ, con cũng cảm ơn cô chú vừa qua đã ủng hộ con hết clip. Rồi, không làm mất thời gian của cô chú, con xin vào cây số 1, đó là cây mai tứ quý nha. Bữa nay con là tứ quý không nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Rồi, không như địa chỉ không như lại là địa chỉ của con là ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nha cô chú. Rồi, con vô cây số 1 là cây mai tứ quý một cốt. Đó. Cốt cành cũng khá đều hết cô chú anh chị à. Cây này cây đế nam nghe cô chú. Đế nam sởm mà nó cũng khá là đều để dắt nha cô chú anh chị. Em xin số đo luôn nha. Rồi, em xin đo thông số luôn ạ. Dạ, hoành nghi chí đây là được 27 nha cô chú. Rồi con đo cái cũ. Rồi con đo cái cũ là được 38. Dạ. Dạ, tổng bầu đế là 124. Dạ, đế sổ là được 25. Chiều cao của cây là được 78. Dạ rồi. Rồi mã số 1 này con xin giao lưu cô chú là 3 triệu, con 3 ship toàn quốc luôn nha. Dạ, cái này về mình lập cái phơm tàn dù chơi là ok hết cô chú anh chị. Dạ, 3 triệu mã số 1 nha. Dạ, mã số 1, 3 triệu nha cô chú. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 2 nha cô chú. Anh chị. Đó, mã số 2 là cũng một cốt luôn nha. Tay cành cũng bỏ đều nha cô chú. Bộ đế nó cũng tròn đều luôn cô chú ơi. Nói chung là đế cộng nào cũng bự bự không nha. Nó giò cái không à. Gãy nó bấu xuống không mà mấy cô chú anh chị nha. À, cái này đế đều nhất, không có trống bên nào của chú, trong này cũng gãy lót hết trơn luôn nha. À, em này phơm cao mà chia cành đóng thứ diện luôn á cô chú anh chị. Cây này cô chú về ghép về mau chơi nha. Dạ, em xin số đo ra dòng luôn anh ơi. Dạ, hoành giá chí đây được 30 hoành. Dạ. Dễ nó bấu xuống nhìn rồi. Rồi, tổng bầu đế là 142. Dạ rồi. Dạ, đế sổ là được 24. Dạ. Chiều cao của cây là 114. Người đoạn đo khó khăn của chú, khó khăn được 24 nha. Rồi. Ồ, tổng bầu đế đo chưa ta? Rồi. Rồi hả? Rồi, mã số 2 con xin giao lưu cô chú là 3.900.000, con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, cái này về mình lập tàn thông mau chơi, mau kính tàn đúng dạ. Nha cô chú anh chị. Mấy ngày nay lễ khi cây nó cũng hơi trễ 1-2 bữa nghe cô chú. Nếu như con có ship trễ 1-2 bữa cô chú cũng thông cảm với con nha. Dạ, em đỡ luôn nha. Mã số... Tiếp đây là mã số 3. 3. Mã số 3 cô chú ơi, mã số 3 cục đế đẹp lắm nghe cô chú. Em này cũng phơm cao chi cành tứ diện luôn nha cô chú. Dạ. Cây này cô chú về muốn cắt bonsai cũng được nữa nha. Tán ngay chân đây là chơi lùng ha. Thúc cốc cành lại nha. Cây này củ đế cũng xinh xắn lắm cô chú ơi. Này nó liền không anh ha. Dạ, này nó lớn từ nhỏ luôn á. Nó liền luôn nha cô chú. À, không thể tách rời luôn nha. Dạ. Cây nằm chậu luôn cô chú. Dắt đế thì bỏ đều nha cô chú anh chị. Này, chơi bonsai, chơi mẫu tử cũng ok lắm nha cô chú nha. Rồi em xin số đo luôn à. Rồi bắt đầu con đo cái hoành bự nhất nha cô chú. Hoành bự nhất là 35. Dạ. Con đo thêm thằng tử nữa là được 46.
Rồi con đo cục đế đặt của nó là được 66. Dạ tổng bầu đế là 124. Dạ đế sổ được 22. Dạ chiều cao của cây là 115. Rồi mã số 3 này con xin giao lưu cô chú là 4 triệu chẳng à. Con bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Dạ phong cao một cốt cành đóng tứ diện luôn nha cô chú. Rồi cây nào cô chú nhìn không thấy rõ hay là có chỗ nào ha, cô chú ấy kết bạn Zalo con gửi ha. Số Zalo của con là 0909 007948 nha. Trong này cũng có gửi lắm hết trơn cô chú anh chị ha. Nó cộng bụng như cái đầu dứt lông luôn á cô chú. Trong này còn lớp đế trong này nữa cô chú. Dạ rồi em đổi cây luôn anh nha. Cô chú một cái tứ quý nha. Cái là cái gửi của tứ quý nha cô chú. Con này cũng về con nuôi cũng khoảng năm mấy bẻ uống uống nha. Đó, cái này cô chú về tập ghép hay là chơi game gì cũng được nha. Bây giờ nó quái quái nha cô chú. Như cứ con hàng lần đó. Giống như con rồng vậy đó cô chú. Dạ rồi, xin thứ thọ luôn nha. Hoành thì không có bự cô chú ơi. Dạ, hoành cái chí đây có 11 rồi cô chú. Dạ. Rồi con đo cái chiều bay của nó nha. Chiều bay của nó hết cây là được 55 nha cô chú. Rồi chiều cao của em nó là được 24. Cái này về vô chậu tí nhật chơi luôn. Cây này nó đang đâm tượng nha cô chú. Đây. Đang đâm tượng trơn đó, cây sống khỏe nha cô chú. Con nuôi cũng năm mấy rồi, giờ đang tháo dây đó, giao lưu cô chú luôn. Tứ quý không chú? Tứ quý. Đó. Cái rễ nuôi về cũng năm mấy 2 năm rồi đó. Mà mới lớn. Rồi mã số 4 này con xin cho luôn cô chú là 300. Con bao ship toàn quốc luôn nha. Đó về cho cô chú chơi zin đẹp nha. Rồi tiếp đây con lên mã số 5 nha cô chú. Mã số 5 nồi đế hết biết nha cô chú. Đó như cái thúng nha. Rễ nó bấu xuống thôi dạ. Nha cô chú anh chị. Cây này cũng có của ông chú cũng chơi nha. Ông cũng bẻ sữa tay cành cũng hơi lắc lắc nè. Con vô cũng mua luôn. Dạ một cốt chia nhậu luôn cô chú anh chị ha. À, ông chú cũng chơi kiện, ông cắt, ông bẻ sữa lại tay cành cũng điệu nha cô chú. Dạ mình thích chơi game cũng mau kính tàn hoặc là mình ghép cũng ok lắm cô chú anh chị nha. Dạ. Nồi đế cũng khá xinh xắn nha cô chú. Nói chung là bỏ đều bốn mặt luôn á cô chú. Hai lớp đế nữa. Và một cốt nữa. Khá là đẹp. Xin dạ. Dạ hoành nghĩa chí đây được 37 hoành nha cô chú. Dạ. Rồi con đo nồi đế nha. Nồi đế là được một tổng nồi đế là được 170 nha cô chú. Dạ đế sổ là được 31. Dạ chiều cao của cây là 118. Rồi mã số 5 này con xin giao lưu cô chú là 5 triệu chẳng à. Con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ tứ quý chi nhạo luôn nha cô chú anh chị. Cây dạ. Này một cốt giót luôn. Cây này cô chú nhìn ở ngoài nó nồi đế cũng đẹp cũng khá lắm nha cô chú. Dạ mã số 6 cái bonsai nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 6 để bàn nha cô chú. Đó, khá xinh xắn nha. Dạ phôi tứ quý có chi cành luôn nha cô chú anh chị nha. Đế sởm non mà nó gom đế luôn à. Trong này hai này nó lớn từ nhỏ cô chú ở trong chậu á. Nó dính lại luôn hả? Dạ dính cứ ngắt luôn rồi chú ơi. Không bao tách rời nha. Dạ em xin số ra 3 vòng luôn nha. Cái này con đo giờ con đo nhỏ trước nha cô chú. Đo nhỏ này cho cô chú. Cho mấy luôn. Rồi con đo nhỏ nhất là 14 nha. Dạ. Bây giờ con đo tổng rồi tổng đây là được 28. Rồi con cặp thằng tử đây thằng nhỏ theo đây nữa là 18. Dạ, cũ đế đạt được 38.
tổng bầu đế là được 58. Dạ đế sổ được 24. Chiều cao của cây là được 43. Rồi mã số 6 này con xin giao lưu cô chú là 2 triệu chẳng luôn ạ. À. Con ba ship toàn quốc luôn nha. Dạ, giờ mình ép chậu cho bonsai cô chú anh chị ha. Giờ mà có duyên lắm nha cô chú. Số 7. Dạ. Cây này trang cạch với mã số 6 được luôn cô chú anh chị ha. Mã số 7 cũng là để bàn luôn nha cô chú. Dạ. Để nơm nha, cây này giờ nó quái quái cô chú ơi. Chi cành có luôn ạ. À. Dạ. Ở đây nó có mặt hẹo của chủ nhà cắt không xa cô chú, con bao sành đá ngay chỗ này luôn nha. Bao một lỗ cho cô chú chơi luôn nha. Dạ em xin chút ra luôn nha. Cái này đế sở mà nó cũng gom rồi đó nha cô chú. Dạ con đo cái vị trí này là được 19 nha cô chú. Dạ. Con lòn qua cái lòn qua chỗ này thì con đo là nó sẽ bự hơn chút nha. Lòn qua chỗ này được 23 nha. Dạ, đế sổ được 27. Rồi củ đế đây được 47. Rồi tổng nồi đế. Tổng nồi đế là được 67. Chiều cao của cây là được 43. Rồi mã số 7 này con xin cho lưu của chú là 1.400.000, con bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Cái này cô chú nhìn ngoài nó khá duyên dáng, có cấu cạnh tự nhiên đẹp lắm chút. Dạ. Mã số 8 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 8 cô chú. Đó, mã số 8 là cây một cây tứ quý trong bồn nha. Khá là bự nha cô chú. Lùng lực sắc lớn luôn nha cô chú. Dạ. Cái này cô chú về muốn cắt lùng bonsai gì cũng được nha. Lọc lại nha. Có cành có mình ghép cũng mau kính tàn lắm nha cô chú anh chị. Cái này cô chú ghép hơi tốn bo nha. Nói chung là đế nó bỏ đều luôn nha cô chú. Dạ, đây là đế đều dắt luôn cô chú anh chị nha. Nó còn một lớp đế trong nữa cô chú ơi. Rồi con xin báo chỗ cái nhánh. Cái nó có chỗ này là cái nhánh nha cô chú. Cái nhánh đó chủ nhà cắt á. Nhưng nó có một lỗ bằng ngón tay con à. Đây. Mà nó vô có con lóng máy nha cô chú. Con bao sạch đá trong này cho cô chú chơi luôn nha. Ngoài ra là không còn gì nữa nha cô chú. Cái lỗ này không đáng kể nha. Ngón tay cái con đưa vô đây. Đó là bít rồi. Tại đó chủ nhà cắt rồi không có tha keo nha cô chú. Cái này lùng lực sắc lớn nha cô chú anh chị. Dạ. Đế thì nó có vẻ lót lót trong này trơn mà cô chú không có trống vết nào trơn. Cây này cây nằm bồn. Nằm bồn cũng sắm 60 năm nha cô chú. Rồi, em xin sẽ đo 3 vòng luôn nha. Dạ. Dạ ngay vị trí đây là được 62 nha cô chú. Dạ con bỏ chi tử ra là được 62. Rồi con nếu con đo chi tử luôn á. Đo chi tử luôn á là được 70. Rồi con đo cái cục đế luôn, cái cục đặt ở đây của nó. Cái cục đặt của nó là được 76. Dạ tổng nồi đế là được 190 nha cô chú. Tổng nồi đế được 190. Cái này cũng có đồ sổ nữa cô chú, thì sổ bài ha. Cái này đế sổ là được 27 nha cô chú. Dạ. Dạ đường kính bầu được 66. Chiều cao của cây là được 76. Rồi tán ngang được 40, tán ngang được 44 nha cô chú. Rồi, mã số 8 này con xin giao lưu cô chú là 18 triệu chẳng nha. Con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ, cây lùng lực hoành to rất lớn nha cô chú. Cây này mình ghép cái phơm tàn dù cái nữa là chơi ngon lành ha. Cốt chiên khá là đều quá thấy cô chú. Cây này cô chú nhìn ở ngoài khủng có duyên lắm cô chú. Cái này cô chú về lọc lại là cắt bonsai đẹp lắm cô chú. 60 mấy cái hoành nha cô chú.
Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Dạ, rồi, con xin nhắc lại cây tứ quý mã số 8 này, con xin giao lưu cô chú là 18 triệu chẵn, con bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ. Rồi, cây kế tiếp là cây mã số 9 nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 9 này là đế sổ nôm nha cô chú, cây chạy trong trong bồn nha. Đế sổ mà nó vươn ra. Dạ. Rồi đó, ông chú nuôi vô chậu, chậu rồi ông đem ra ngoài cái bồn. Nói chung là cô chú này về gom đế lại ha, tại không có nịch dây lại ha, nó gọn gàng ha. Dạ, cái này thì đế sổ đều dách luôn nha cô chú anh chị. Này giờ ở ngoài có viên lắm nha cô chú. Khá là đẹp à. Này hai thằng cặp luôn nha cô chú. Nói chung lớn từ nhỏ luôn á, cái này con bao tách rời luôn á. Rồi con đo tổng quanh trước nghe cô chú. Rồi tổng quanh hai em nó là được. Rồi tổng quanh hai em nó là được 29. Rồi một em thì được 24. Dạ đế sổ là được 30. Dạ con đo cục đế đặt ở đây được 74. Rồi tổng nồi đế là được 94. Chiều cao của cây là được 49. Rồi mã số 9 này con xin giao lưu của chú là 4.200.000, con bao ship toàn quốc luôn nha. Cây bonsai hả cô chú? Dạ. Đế sổ khá đẹp nha cô chú. Này cô chú về bỏ vô cái chậu là nữa đóng bo là rất là đẹp nha. Dạ rồi. Dạ số 10. Mã số 10. Cái này dán siêu hồi đầu luôn nhé cô chú. Rồi tiếp đây là mã số 10 cô chú. Một cốt nha. Dán hơi siêu siêu nha cô chú. Đến chung đế cũng nôm. Nè, tay cầm nó cũng bỏ đều cô chú. Cô chú về đóng bo cái là hết sẻ bảy luôn nha. Rồi con xin thông số nha cô chú. Dạ quanh ngay trí đây được 28. Rồi cái cũ nghe cô chú. Rồi cái cũ em nó được 52. Rồi con đo ở giữa này là 102. Dạ tổng rồi đấy là 107. Dạ đế sổ em nó được 39. Chiều cao của cây là 115. Rồi mã số 10 này con xin giao lưu cô chú là 6.700.000, con bao ship toàn quốc luôn nha. Dạ. 6.700.000 nha cô chú anh chị. Cây này thì chi cành thứ gì mà cắt cá nhựa mạnh hết trơn rồi cô chú anh chị nha. Rồi con xin nhắc cơ số điện thoại Zalo của con là 0909007948 nha cô chú. Dạ rồi. Dạ cái mã số 10. Rồi tiếp đây là mã 11 nha cô chú. 11. Cái này trang cặp với mã số 10 được cô chú anh chị nha. Dạ. Đây là mã 11. Cũng là mã của clip luôn nha cô chú. Dạ dán siêu bật tốt cành dư chơi luôn hết cô chú anh chị. Cây này cô chú qua quốc một cặp là ok luôn nha. Dạ, nó giống cây số 10 luôn á. Nó có củ đế là đế sổ luôn chú anh chị ạ. Dán cũng hơi siêu siêu luôn. Cái này cốt cành đẹp lắm nha cô chú. Chưa tới gian ta nữa là có cốt chi đóng rồi cô chú anh chị ha. Dạ rồi em xin số đo luôn anh nha. Nắng quá cô chú ơi. Nãy trong nhà quay giờ ra ngoài nắng quá trời.
Dạ ngay vị trí này được 31 hoành nha cô chú. Rồi con đo cái cục để đặt ngay chú vị trí này được 62. Con đo giữa là 106. Tổng bầu đế là 180 cô chú. Rồi đế sổ là được 40. Chiều cao của cây là 133. Rồi mã số 11 này con xin Zalo cô chú là 7 triệu chẵn, con ba ship toàn quốc luôn nha. Thân nó lắc nhẹ luôn á cô chú. Dạ đã đâm tược mặt cắt cái nhựa mạnh rồi nha cô chú ha. Dạ rồi. Dạ. Rồi mã 11 này cũng là mã cuối clip luôn nha cô chú. Rồi con cũng cảm ơn cô chú vừa qua đóng hộ con ha. Cô chú thấy kênh hay cho con một lượt chia sẻ và một like nha cô chú. Dạ rồi cũng tạm biệt cô chú ạ. Chúc cô chú nhiều giờ sức khỏe. Dạ xin chào các clip ở đây luôn cô chú anh chị nha.